biết. Rồi là FPT thì đơn giản thôi, em gặp thì một năm cắt peering với CMC khoảng tầm 5 lần. Chuyện đấy chuyện bình thường. Là việc cũng nó rất đắt. Đắt đây như thế nào? Giả sử như là mình phải scale hệ thống lên với một vài user, một vài phần SKU này ạ. Mình phải mua nguyên một server mới để scale. Đấy chuyện bình thường. Thì có một cái ở cái physical server này. Em muốn nói với cái Timonox. Timonox là của bác David Mitten của Solidity. Bác ấy là CEO hiện tại của Solidity. Và bác ấy nghĩ ra một cái sau khi thiết kế design ra đời là có DevOps, có SysOps rồi thì ta có một cái gọi là Timonox. Cái việc mà vận hành một hệ thống server như thế thì rất là khổ. Và cái việc vận hành đấy không thể available 99% như cái server available được. Nên là họ cần phải sinh ra một thứ, làm cái gì đó mà đơn giản.